Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con mini game anh em ơi. Thì cái mini game này chính là một cái mini game thi đấu đào đá. Thì hôm nay mình sẽ chơi solo cùng với chị Camui. Nhưng mà hôm nay nhìn cái bộ đồ skin của bả mặc nhìn lạ vậy. Cái gì đâu mà dép thì hai có hai cái nơ hồng nè. Rồi ở trên người cái gì đâu mà mặc đồ cái gì cái kiểu gì vậy trời. What the hell, có phải là rạp xiếc đâu mà đi diễn xiếc à? Rồi bà đổi lại skin nè. Trời ơi, tôi tưởng là bà đi xiếc khỉ chứ. Ok, thì mình đang chơi trên một con map có mã số ID là 18385548. Các bạn hãy lên đây tải map và ủng hộ cho bạn này nha. Ok, và let's go, chúng ta bắt đầu vào video thôi nào. Đó, thì bây giờ mình sẽ solo với Phong Cận TV. Ok, nhào vô nào. Ôi, mình ở trong căn phòng màu xanh anh em ơi. Trời ơi, đúng màu mình thích luôn nè. Ơ mà tính ra không biết là Camui với Phong cách nhau khoảng bao nhiêu nhở? Em cũng không biết nữa. Ơi, bên đây có cả đá điện đồ nữa nè chị ơi. Ok, ô chị ơi, ở chỗ này nó có cả đá điện nữa nè chị. Thì mình cần đá điện để mình đào đá điện để đổi đồ mà. Ủa, em tưởng đá bình thường hóa ra là đá điện hả? Trời, đá điện là mẹ oách em hiểu không? Chứ bây giờ dùng mấy cái đá kiểu đá quặng đấy, trời nó chỉ là tầm thường thôi em hiểu không? Trời ơi, xài đá điện có khi nào nó giật điện mình luôn không trời? Ôi. Cái này thì chị chưa nghĩ. Trời ơi, đem coi coi. Bây giờ mình sẽ làm cho mình cái gì ta? Ủa, mình chế tạo trong bàn chế tạo đúng không chị? Đúng rồi, đổi đồ trong đấy á. Từ để xem nào. Ok, trời em mới đào được có 8 cái à, chưa đủ, em phải đào thêm cái này dùng skill được. Em vừa nhắc đến skill chị cũng vừa dùng xong luôn á. Trời ơi, em ơi mà cái cây cấp gỗ thì nó dùng skill yếu lắm không được đâu. Thì cũng một lần được 4 quặng, bây giờ đây đổi được lên rồi nè. Ủa chị đổi được luôn hả? Chị đổi được cúp gì rồi? Được lên cúp đá rồi. Nhanh vậy, em mới đào được có 20 cục à. Trời ơi, chị phải nhanh chứ, ai như em trời. Ok rồi, đủ 30 cục rồi nè. Dạ ok, bây giờ em sẽ chế cho em một cái gì ta? Một cái cúp đá mới được. Ủa, không thể nào chậm hơn chị cả mùi. Ê, cái này là cái gì đây? Nhanh lên. Cái này giống cái máy khoan quá vậy. Hả, máy khoan á? Có dạ. Hả? Ờ có đó, nè đó, đó. Không biết, ủa đó. À không, cái này là súng lục. What the hell, em mua cái súng gì trời? What? Tự nhiên không, em rảnh tiền quá em đi mua cái súng. Cái súng đấy mình đổi sau, mình đổi để đánh nhau á. Còn bây giờ thì mình cứ đào cúp và nhầm đổi cúp trước thôi. Trời ơi, không, đổi em không thấy cái cúp cho nên em không có đổi được, kỳ quá à. À thế tức là em chưa đủ đá điện. Trời đất. Bao nhiêu đá điện mới đổi được một cái cúp? 30 được một cúp đá. Hồi nãy em đổi được 30 mà sức kỹ ta nó không hiện lên. Thế tức là chưa đủ rồi. Em nghĩ là em đủ. Ê, bạn tưởng mình đủ nhưng bạn chưa đủ. Không, thật ra bạn chưa đủ đâu. Trời ơi. Đây bây giờ 37 luôn à. Giờ em đào được 37 cục luôn mà chưa ra được cái cúp đá nữa thì em chết nè. Cúp đá. Ôi, 40 lận. 40 lận. 40 cục mới được một cái cúp đá. Em có cúp đá không? Cúp của em bây giờ đang màu gì đấy? Cúp của em bây giờ đang bằng gỗ nè, nhưng mà chưa ok, 40 cục nè, vậy em mới đổi nè. Đó, đâu ta? Đây, cúp đá của em đến tận 40 khối đá điện lận. Ủa sao kỳ vậy? Ủa vậy tính ra cúp đá là 30 thôi mà. À, vậy tính ra là cái ông thanh niên trong đây là tính là kiểu không thích màu xanh dương cho nên là tính cho anh team màu xanh đó chị ơi. Trời ơi, Camui đã được cúp kim cương rồi. Cái gì nhanh quá vậy? Trời mấy bạn ơi, mình mới vừa được cái cúp đá mà bả có được cúp kim cương luôn rồi trời. Trời ơi, cái này gọi là sao nhỉ? Trình độ hiểu không Phong? Trình độ đấy. Đổ gì mà trình độ? Sơ. À quên, lúc nãy là em đổi nhầm cái súng. Đúng không? Đúng rồi. Đổi nhầm súng thì làm sao mà được cả giới? Không, nhưng mà hồi nãy nó không có hiện. Ý em nói là nó không có hiện ở cái cúp á. Kể cả lúc nãy luôn á. Nó không hiện ra cái cúp để cho mình đổi luôn. Ok, không sao. Thôi kệ, nói chung là bây giờ em có súng em xài được. Em có súng thì chị cũng có súng xịn hơn. Có cúp sắt đây nè. Ok, vậy em sẽ đào nhanh hơn. Cố gắng lên Phong Cận ơi, cố gắng lên. Cố gắng lên, không thể nào thua con gái được. Camui sắp đổi được full rồi, cố lên Phong Cận ơi, cố lên. Cái gì mà nhanh quá vậy, bà Camui làm gì bà nhanh vậy bà. Chơi gì chơi kỳ, chơi ai chơi. Cái này gọi là xạo, không phải có trình độ xạo phải không? Chơi gì ai chơi chị, trời ơi chị phải đợi em mới được cúp đá mà chị có cúp kim cương luôn rồi. Trời ơi. Tính ra để xem đủ rồi. Hình như đủ. Từ lốt phát nữa. Mình nhắm mà Camui bà nói bà có cúp đá là bà xạo anh em ơi.
Cái gì? À. Ai xạo? Ai đi xạo rồi? Cúp, em lên cúp vàng rồi nè, em lên cúp vàng rồi nè. Chị lên cúp cúp này là cúp ruby rồi em. Ủa, vậy là trong đây là ai kiểu nhào vô đánh đánh người kia chết nhiều mạng hơn người đó thắng đúng không? Hình như thế. Hình như cái gì nữa, này tính điểm mà bà chị. Mày ơi. Chị cũng đã chơi bao giờ đâu, chị cũng lần đầu chơi mà, trời. Phải rồi. Chứ chẳng lẽ chị lại chơi trước em, trời ơi. À đúng rồi, tính ra vậy chị còn tốt. Lần trước bọn mình chơi chung với ông Mr. Dịch, ông biết cách đổi đồ, còn chị em mình có biết đâu. Công nhận, chơi ăn gian. Đùa lần đấy chơi kiểu cảm giác vì xong rồi kiểu mãi không giết được, hóa ra là ông đổi giáp. Ông có giáp, bọn mình không có giáp. Đổi giáp. Bất công dã man luôn. Sao cuối game ông còn khoe chứ. Bắt cuối game ông còn khoe nó thì chơi kiểu chơi mà sao ta, chơi trên đầu ta người ta luôn à. Chơi mất chạy, anh Dịch mất chạy. Ok, đây em vô. Ê, có khi là mình chửi trưởng team như này xong rồi tạo nữa ổng ra ổng cho mỗi đứa một cái gậy không? Có khi nào ổng có xem video của em với chị xong cái ổng đuổi em chị ra khỏi team luôn không? Nhắm có thể không chị? Nói chung là mình sợ gì đâu, dăm ba trưởng team. Thôi đúng rồi, dăm ba con Dịch mà em ra ngoài chợ mua 100.000 bốn con. Đúng rồi, có kiểu à đâu cái gì nhở, mua con vịt xong á, xong rồi ra vật lông ra chợ có 10.000 thôi à? Tại nồi. Thật mà, vật lông vịt lông gà ra chợ 10.000 thôi. Có rẻ vậy à? Ê tính ra rẻ mà, kiểu chỉ trả công thế thôi á. Tính ra là em để ý hình như là Dịch hình như Dịch là rẻ hơn thịt gà đúng không chị? Không như nhau thịt vịt á, đúng rồi rẻ hơn. Tại thịt em thấy thịt vịt không ngon bằng thịt gà. Ê, từ từ các bạn ơi nhìn nè, mình có súng nghe tặc. Phong ơi, Phong ở đâu ấy nhỉ, Phong nhỉ? Em cũng có súng mà chị, có súng nè, bắn luôn nè, ghê không? Em có súng bắn liên tục không? Súng bắn liên tục hả? Trời ơi, tất nhiên là không có rồi. Nhưng mà vấn đề là em đang ở đâu? Chị có mua, em thấy chị trên bản đồ kìa. Chị thấy em rồi. Chị ơi, bình tĩnh chị ơi, cho em đổi đồ. Không gì chị ơi, em không quen chị ơi, em không quen chị nha. Ơi, em không quen chị nha, chị tránh xa em ra, không quen chị nha. Không. Ui, không. Hình như bà đang đào đồ, để bà đang đào qua chỗ mình em ơi, bà này mà ghê quá. Chạy thôi anh em ơi. Chạy. Không rồi. Ủa, em đâu rồi? Ủa, em đâu? Em chỗ mày đừng kiếm em. Em với chị đang cùng chỗ chấm nhau mà. Hay là ở đằng kia? Chị này, chị cao ơi, chị cao. Ai à. Thôi bây giờ quay về đổi đồ tiếp. Tính chơi đánh lén chị ca mui, ai về chị ca mui còn tỉnh lắm. Ai về chị còn tỉnh lắm. Làm sao mà gọi là tính đánh lén chị được em? Tính ra chị vẫn còn tỉnh lắm chị à. Tất nhiên rồi, bây giờ chị sẽ đổi ra cả 98. Chị đổi đi. Chị đổi đi. Sao mình mất máu à? Quên mất không ăn. Trời ơi, em ơi chị đổi không, chị không ăn á, mất máu còn 7 máu, tí nữa là chết cả. Ôi tức quá, tính ra nếu mà em ở đó sớm em đập chị thêm cái là chị chết luôn rồi. Đúng rồi, mới tội là chị có gì nhỉ? Ê, chị... Đổi kiếm, trời ơi, mình quên mất đổi kiếm. Ok, trời, tức quá mà. Kim cương nè, ta, đã đổi full kiếm rồi. Bây giờ chúng ta đổi đến giáp nhỉ? Thôi, đến đây bà Camui, bà có quá chị vũ khí luôn anh em ơi. Trong khi đó mình chỉ mới làm được cái cấp thôi à. Tức quá, chết rồi. No. Hết đá rồi, lại phải đi đào. Trời ơi, em làm được cái cúp xịn này là xịn luôn mà chị ơi. Chị được xịn cái cúp nào rồi? Thế nào? Em đào một phát là nửa cái hầm này luôn á, tin không? Vậy luôn, tức là em hai phát là... Là hết cái hầm. Rồi thì ai chơi? Chơi vậy rồi ai chơi hả? Chơi thôi, ai nói gì đâu. Tính ra ca mùi được một điểm. Cảm giác một điểm hơn không điểm chứ nhỉ? Trời chị chứ liên quan anh em. Ê, tính ra mà nãy giờ mình mà bấm chưa quay thì sao nhỉ? Chắc vui lắm nha, chị ca mui à. chấm xanh đâu rồi, chấm xanh. Này thì chị ca mui lo đứng chỉnh máy nè, bắn chết chạy luôn. Chạy đâu cho thoát. Em có ai chạy đâu chị ơi. Chị thấy súng em mạnh chưa? Ghê hả? Trời ơi, em đã nói rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đâu chị ơi. Ok. Chị ơi, chị đáng đổi cái súng nào mạnh hơn xíu nha. Súng giỡn quá, bắn không lại em đâu.
ghê. Chờ đấy, chị đổi K98 này. Coi chế giáp bằng cách nào đó. Đây à, xong rồi K98, ta-da. Ok, mình đã có đủ. K98 là bắn là phải ngắm. Còn chị bây giờ chị em xài súng bắn liên thanh là chị xúc cắm sẽ bắn lại. Chắc không? Chắc rồi. K10. Cái gì đấy? Cây súng của chị K10 mạnh quá mấy bạn ơi. Trời ơi, sao cây súng chị K10 mạnh quá vậy? Súng mạnh nhất rồi đấy em ạ. Trời ơi. À ha, vậy luôn à. Được rồi, ai nói gì đâu. Tất nhiên rồi. Đào hết cái hầm này mới được. Đúng rồi, chị cũng chứ phải đào hết. Đấy, sổ. Ê, tính ra sao chả thấy hồi máu gì ta? Chị phải ăn vô. Nó có cho chị bánh mì hồi máu á. Có hả? Có bánh mì hồi máu mà hình như là 10 ổ nè. À ừ, đây. Trời, không để ý. Lỗi. Trời ơi, chị cả mùi nước mấy bạn ơi. Đầy máu. Sôi. Sao tự nhiên chị kêu em sủa là sao? Em có làm gì đâu. Hả? Sao tự nhiên chị kêu em sủa? Trời, người ta, đấy là từ biểu cảm người ta. Người ta bảo sôi. Tức là kiểu ghê gớm lắm mới được như thế á. Trời ơi, em tưởng chị kêu em sủa. Trời, nghe đâu ra vậy em trời. Tổn thương quá à. Em nghĩ chị như vậy luôn hả? Em nghĩ chị như vậy luôn hả? Không, em không có nghĩ chị như vậy mà chắc chắn. Tổn thương nha. Em tưởng chị khà khịa em chứ. À, thật ra cũng muốn khà khịa lắm nhưng mà thôi thì vì bệ hạ thần không thể làm mà. Khà khịa bệ hạ được bệ hạ. Ủa mọi người ơi, sao dạo gần đây chị Camui chị nó hay kêu mình là bệ hạ mặc dù mình không biết lý do luôn á trời. Đoán xem. Trời thôi, trời đi. Cũng may là chị nó kêu mình là bệ hạ chứ không kêu mình là thái giám đó. À ừ nhờ. Ơ, trời sao mình ngu ngốc thế không kêu là thái giám trời. Cái gì? Tính kêu em là thái giám thiệt luôn á hả? Ok. À muôn tâu dạ không nhưng mà muôn tâu thái giám nghe nó hơi kỳ á. Ờ kỳ ấy là kỳ luôn á, đừng có nói chị ơi. Ờ thế thôi cứ bệ hạ vậy. Ok. À, trong lúc nói chuyện với chị em đã cố gắng đánh lạc hướng và bây giờ em đã có được giáp kim cương rồi. À vậy à? Dạ. Chị cũng đang đi đổi đây em. Giờ thì em sẽ qua giết chị luôn, không có cho chị đổi đâu, thời gian đâu mà chị đổi. Vậy qua giết chị ca mui nè. Chị luôn chứ sao không? Ca mui đâu rồi? Chị ca mui rồi. Ây da. Sao súng chị ca mui mạnh vậy? Thấy sức mạnh của K98 chưa? À chưa. Em xem coi cái này đổi sao ta. Cây K98 của chị đổi sao ta? À, cần phải có thêm một cây bờ 49 nữa. Ok rồi em đổi nè. Em thì em có quá trời đá điện rồi, em không có lo. Vậy luôn. Tất nhiên rồi. K98 ok. Hết đá điện luôn rồi, đi đào tiếp rồi. Em có được cúp cầu vòng rồi nè, chị có chưa? Hả? Em có được cúp cầu vòng rồi nè. Cúp để làm gì? Cây cúp cầu vòng á, cây cuốc á. Ừ, để làm gì? Đào nhanh lắm chị. Trời ơi, chị không biết luôn á hả? Ủa sao tự nhiên ở đâu ra một đống đá ở đây trời? Một cây súng lại có đứa nào đó, có đứa nào đó đào mà không nhặt nhỉ? Tiện quá à? Trong đây có em với chị thôi chứ ai. Ok. Ok, em mua được cây súng của chị nè. Vậy hả? Thôi chết. Bây giờ là em có thêm cây súng của chị nữa là em sẽ bá đạo vãi nồi luôn chị ơi. Ok, đào cho xong cái hầm này luôn vậy à? Trời ơi, cái cúp này đào nhanh quá anh em ơi. Trời ơi. Ý. Camui được đồ xịn rồi, Camui có đồ xịn rồi. Cái gì bạn? Trời ơi, Camui. Chị Camui nước quá. Bắn cái chiếc mèo. Đâu rồi. Ơi, ngu gì ở lại. Cái màu xanh này rất hợp cho em nhá. Cho em núp đúng không? Chị ca mua dễ thấy muốn chết rồi. Trời ơi. Ây da. Chết em rồi trời. Dám chơi bắn lén nhỏ bạn. Sao mà được. Ca mua à, tức quá. Đây. Mình được có 3 điểm, chị ca mua 4 điểm rồi. Không thể nào chấp nhận được. Mình phải làm nhiều hơn mới được. Đổi lên. Em đi đào đá đây. Ờ. Em full đá luôn rồi nè. Trời ơi, full luôn rồi. Trời chơi thôi. Chị Camui hả? Chị Camui.
chị ca môi nè, chị ca môi, chị ca môi, chị ca môi à, chị ca môi chết luôn rồi. Chị giết em thì em cũng sẽ giết chị thôi chị ơi. Anh may thôi, anh may thôi. Ừ thì em ăn may mà ai nói gì đâu. Ôi con nè. Rồi chơi ra cái này coi. Chơi trà bông. Này nói toàn chơi được. Ây da, ây da, chị ca môi bắn lén em, ây da, chị ca môi bắn lén. Chơi 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 chơi. La 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 la. Kiểu gì mình cũng hơn điểm. Ờ hơn có điểm chứ nhiêu làm gì ghê trời. Ơ hơn một điểm là thắng rồi nha. Ờ thì cứ như coi như là thắng đi. Chết queo luôn. Ok. Đâu nhở? Đâu rồi? A à, cái gì mà? A à, cái gì mà? A à, cái gì nè? A gì? A nè, A nè. Mình hơn chị ca môi một điểm rồi, mình hơn chị ca môi một điểm rồi mấy bạn ơi, mình hơn chị ca môi một điểm rồi. Ủa sao chạy bình nhanh nhở? Gì sao sao vậy vậy nhanh em chết đi chứ chạy về cái gì? Em cũng chết à? Chết chứ sao không, trời ơi bắn vậy không chết. Chị ca môi nè, chị ca môi. À chị ca môi. Chết chắc rồi, chết chắc. Chết rồi. Chết queo luôn. À. No. Chị ơi, còn có 7 phút nữa kìa, chị nhắm chị thắng nổi em không? Sao không? Ờ thì cứ để xem. Chị ca môi nè, chị ca môi, chị ca môi. 8 điểm rồi, 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 chạy. Ôi thôi chị đó gỡ điểm. Chạy mấy bạn ơi, chạy mấy bạn ơi. Tính ra map này rất là lợi cho em nha. Sao lợi cho em? Trả lời. Tại chị chọn cái map màu xanh chứ em có bắt chị chọn đâu. Ờ ha, tính ra là mình chọn. Chị là người chọn cái map này mà. Chết tôi rồi. Ca môi à. Hay lắm. Chị hay lắm vậy đó. Chị hay lắm. Chị hay lắm. Chị hay lắm. Chết rồi. À. Chị đã thấy được sức mạnh của em chưa chị Camui à? Em hơn chị đến tận 3 điểm nha chị nha. Bây giờ là 69 điểm rồi đó. 69. Camui ơi, chị Camui ơi. Ừ, đang bận. Đang bận hả? Ok. Chị cao ơi. Đùa. Chơi vậy là không được nha. Mình đứng kế bên bả, mình đứng chờ luôn. À, liêu. Sao chạy nhanh thế nhở? Ây da. Chết lại. Ây da. Không. Không. Ok. Rồi xong chết luôn rồi. Sao trong này nó không có cái gì có thể giúp cho mình hồi máu lại được nha. Ờ có ấy còn gì. Có bánh mì ấy còn gì. Ây, nhưng mà chị bắn em cái là em bị đập cái em chết luôn rồi. Em chưa kịp ăn bánh mì nữa. Ờ. Hay mà. Ây da. Ây da. Ây da trời chết tôi rồi. Yeah. Về đi chị về đi. Chạy ơi. Ồ, chị có mui lên tay rồi, chị có mui lên tay rồi. Ghê chưa? Ghê hả? Ôi, kẹt rồi. Ghê nè, chết chị ca mui nè. Này thì ghê hả? Đâu rồi? Chị đâu rồi chị ca mui ơi? Chị ra đây em thương nè. Chị ơi. Chị ơi. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, tức quá. Full đồ nhưng mà không làm được gì cả. Đại chiến sniper đó. Em full đồ nhưng em không làm được gì cả, em bất lực. Quá chị ơi. Quá chị ơi, liêu, chết đi. Tôi chờ đấy. Chờ nè, em đang chờ chị nè. Quân tử phục thù 10 năm chưa muộn hiểu không? Ok, chị có phục thù với ai nói gì đâu. Đâu ấy nhở? Ở đâu ấy nhở? Đâu thấy nhở? Rõ ràng là ở đây mà. Thôi, đâu phải là cái chấm ở đó là em ở đây đâu chị. Chị ca môi à! Trời ơi, ghê. Em núp và chị vẫn biết được, ghê lắm, hay lắm. Trời ơi. 3 phút nữa.
3 phút nữa chị ơi, nhắm thắng được không? Thử, nhắm thắng được thì hãy chơi nha. Chơi không phải thua, thua rồi buồn ngán chịu. Chán chịu. Trời, bà chứng bắn mới được anh em ơi. Bà vậy mà bà chứng bắn mới được, bà này ghê thiệt. À, bà này ghê thiệt. Ôi. Căng thẳng quá. Ơi, thích cái trời, bả 13 điểm rồi. Chị Cá Mui 13 điểm rồi. Là chết queo rồi. À, hòa rồi. Chị Cá Mui 13 điểm, em cũng 13 điểm, hòa nhau rồi. À, nấp vô, căng thẳng quá các bạn ơi. Chị Cá Mui nè. Em vẫn bắn được chị nha. Em vẫn bắn được chị nha. Trời ơi. Chơi. Cần nhất là cái này. Chị Mui gì đó. Xem con Mui được. Ôi, bà bắn mình anh em, bà bắn mình. Chị Cá Mui. Hey, chị Cá Mui. Đấy, 14 à, không thể nào chấp nhận được. Ây à, sao chết nhiều quá vậy? Ừ, đó nó quá lại được. Chị Cá Mui nè, chị Cá Mui nè. Ta đây chị ơi. Không sao. Không sao gì, hoa đi. Còn nước còn tát. Chị Cá Mui à. Trời ơi, chưa kịp ăn bánh mì vô nữa. Tức quá. Tính ra không kịp ăn thật đó. 50 giây. Hello chị Cá Mui à. Thank you. Cứu tốt đâu ra đây được. Bây giờ mình thực hiện chiến lược gọi là chạy trốn. Trốn đi, chị trốn đi, chị nghĩ bản đồ nó không. Ê, con hoa mấy giây à? Chạy trốn thôi các bạn ơi. Chạy trốn cái gì? Chạy trốn cái gì? No! 38 điểm rồi. Không. Không. Không biết nào thua gì được. Số lận 19 và 17 cho ấy, tính ra 19 là sinh nhật chị đấy em. Chẳng ơi, không chơi chị nữa đâu. Ok, thôi cho người ta chào cơm vào đi. Ok các bạn ơi, các bạn thấy mình bắn vào rồi, chơi vào rồi, chạy không bắn trời ơi. Chơi gì đâu mà thua hoài luôn á, chạy lần nào cũng thua chị Cá Mui hết. Thế hả? Vậy để xem trình độ của em rồi. Ok và các bạn ơi, có lẽ là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên vào cái chuông để luôn nhận được thông báo nha. Có lẽ là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye yêu các bạn. Và trước đó thì trước khi bye bye thì thần thang kiếm bệ hạ, hẹn gặp lại bệ hạ ở hẹn gặp lại bệ hạ ở video sau. Ta không chơi với người nữa đâu.